Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình Tiếng Việt lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài 5 Nhật ký tập bơi. Tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài Nhật ký tập bơi. Mời các em mở sách giáo khoa trang 26, chúng mình cùng nhau luyện đọc nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khởi động qua việc quan sát các bức tranh. Các em hãy quan sát các bức tranh và cho cô giáo biết trong tranh vẽ gì. À, đáp án của cô là trong các bức tranh đó là hình ảnh các bạn nhỏ đang tập bơi đấy. Vậy, việc tập bơi có lợi ích gì? Các em ạ, biết bơi có lợi ích rất tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh và tránh được việc đuối nước đấy. Đuối nước là một việc thương tâm xảy ra rất nhiều đối với những bạn nhỏ không biết bơi, là chúng ta sẽ bị đuối nước và nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta đấy. Vậy, khi biết bơi chúng mình cần lưu ý điều gì? À, các em ạ, mặc dù chúng mình biết bơi rồi, nhưng các em cũng cần lưu ý rất nhiều điều. Thứ nhất là khi bơi, chúng mình phải có sự giám sát của người lớn hoặc chúng mình phải có dụng cụ bơi cho đầy đủ. Thứ hai nữa là chúng mình cần phải lưu ý khi bơi, chúng ta không nên gắng sức quá. Khi bơi mệt, chúng ta phải ngừng lên để nghỉ. Và chúng ta lưu ý khi bơi, chúng mình phải bơi đúng cách nhé. Trong bức tranh, chúng mình quan sát thấy có ba hình ảnh bức tranh khác nhau. Đó là ba thời điểm của một bạn học sinh khi lần đầu đi bơi đấy. Bức tranh đầu tiên, chúng mình quan sát thấy đó là hình ảnh một bạn nhỏ đang ngồi ở trên ghế cạnh hồ bơi. Còn đây là hình ảnh có thể là mẹ của bạn hoặc người thân của bạn đi cùng đấy. Mẹ bạn có lẽ đang động viên bạn khi bạn cảm thấy nhút nhát khi lần đầu tiên không dám xuống hồ bơi. Còn bức tranh thứ hai đó là hình ảnh bạn nhỏ được cô giáo dạy bơi từ những lần bơi đầu tiên. Còn hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh bạn nhỏ đã tự mình biết bơi lội tung tăng ở dưới hồ đấy. Đây chính là nhật ký tập bơi của một bạn nhỏ, được ghi theo thứ tự từ lúc bạn chưa biết bơi cho đến lúc bạn biết bơi rồi đấy. Bài đọc ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài Nhật ký tập bơi để xem bạn nhỏ bơi như thế nào nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc văn bản nào. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Nhật ký tập bơi. Ngày, tháng. Hôm nay mẹ đưa mình đi tập bơi. Mình rất phấn khích vì được mẹ chuẩn bị cho một chiếc mũ bơi cùng cặp kính bơi màu hồng rất đẹp. Cô giáo cũng khen đồ bơi của mình đáng yêu. Đầu tiên, cô dạy mình tập thở. Nhưng khi thở dưới nước, mình toàn bị sặc. Mình sợ đến mức không dám xuống nước nữa. Mẹ bảo do mình chưa quen. Mẹ vỗ về, động viên mình mãi. Thế là mình tiếp tục tập luyện. Cuối buổi, mình vẫn chưa thở dưới nước được. Mình thấy hơi buồn. Mình nghĩ lần sau mình sẽ tập tốt hơn. Ngày tháng, hôm nay mình đã có cảm giác thích đi bơi. Mình không còn bị sặc nữa. Mình đã quen thở dưới nước rồi. Cô dạy mình động tác bơi ếch. Động tác đó thật lạ. Khi đạp chân, mình giống hệt như một con ếch ộp. Ngày tháng, học bơi chẳng dễ một chút nào. Thế mà mình đã biết bơi rồi. Mình như chú cá nhỏ tung tăng trong nước. Kể cũng lạ, hôm trước mình giống ếch, hôm nay mình lại giống cá.
Chẳng sao, con nào cũng biết bơi mà. Giống như mình ấy. Nguyễn Ngọc Mai Chi. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài nhật ký tập bơi. Để các em đọc tốt được bài này, chúng mình cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài nhé. Mũ, bơi. Khi đọc tiếng mũ, các em phát âm là thanh nhã. Mũ, bơi. Mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo, xuống nước. Khi đọc từ này, các em lưu ý tiếng xuống chúng ta đọc là sờ, tiếng nước chúng ta đọc là n. Xuống nước. Mời các em đọc lại nào. Tiếp theo, tập luyện. Khi đọc từ này, các em lưu ý tiếng luyện chúng ta đọc là l. Tập luyện. Mời các em đọc lại nhé. Tiếp theo, cảm giác. Khi đọc từ này, các em lưu ý tiếng giác chúng ta đọc là g. Cảm giác. Mời các em đọc lại nào. Đạp chân. Khi đọc từ này, các em lưu ý tiếng chân chúng ta đọc là chờ. Đạp chân. Mời các em đọc lại nhé. Chẳng dễ. Khi đọc từ này, các em lưu ý tiếng chẳng chúng ta đọc là chờ và tiếng dễ chúng ta lưu ý thanh ngã. Chẳng dễ. Mời các em đọc lại nào. Hôm trước. Khi đọc từ này, các em lưu ý tiếng trước chúng ta đọc là chờ. Hôm trước. Mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu dài nhé. Đây là câu dài. Các em lưu ý chúng ta ngắt hơi ở sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm. Ngắt hơi cô thể hiện bằng một vạch và nghỉ hơi cô thể hiện bằng hai vạch. Ngoài ra chúng mình cần lưu ý ngắt hơi ở một số cụm từ dài. Ở đây, trong câu này, cô giáo ngắt hơi ở sau tiếng khích, sau tiếng bơi và nghỉ hơi sau tiếng đẹp. Bây giờ các em nghe cô giáo đọc mẫu nhé. Mình rất phấn khích vì được mẹ chuẩn bị cho một chiếc mũ bơi cùng một cặp kính bơi màu hồng rất đẹp. Cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại câu dài nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn nhé. Trước tiên, chúng mình cùng nhau chia đoạn nào. Trong bài đọc này, chúng mình có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến tốt hơn. Đoạn 2, từ ngày tháng cho đến ếch ộp. Đoạn 3 là từ ngày tháng cho đến hết. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn một nhé. Đoạn 1, các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Nhật ký tập bơi, ngày, tháng. Hôm nay, mẹ đưa mình đi tập bơi. Mình rất phấn khích vì được mẹ chuẩn bị cho một chiếc mũ bơi cùng cặp kính bơi màu hồng rất đẹp. Cô giáo cũng khen đồ bơi của mình đáng yêu. Đầu tiên, cô dạy mình tập thở. Nhưng khi thở dưới nước, mình toàn bị sặc. Mình sợ đến mức không dám xuống nước nữa. Mẹ bảo, do mình chưa quen. Mẹ vỗ về, động viên mình mãi. Thế là mình tiếp tục tập luyện. Cuối buổi, mình vẫn chưa thở dưới nước được. Mình thấy hơi buồn. Mình nghĩ lần sau mình sẽ tập tốt hơn. Vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc lại đoạn 1. Bây giờ cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc đoạn 1 nhé.
Chúng mình luyện đọc xong chưa? Tiếp tục, cô trò chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 2 nào. Nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Ngày tháng, hôm nay mình đã có cảm giác thích đi bơi. Mình không còn bị sặc nữa. Mình đã quen thở dưới nước rồi. Cô dạy mình động tác bơi ếch. Động tác đó thật lạ. Khi đạp chân, mình giống hệt như một con ếch ộp. Cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn 2 nào. Các em luyện đọc xong chưa? Tiếp tục, chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 3 nhé. Ngày tháng, học bơi chẳng dễ một chút nào. Thế mà mình đã biết bơi rồi. Mình như chú cá nhỏ tung tăng trong nước. Kể cũng lạ. Hôm trước mình giống ếch, hôm nay mình lại giống cá. Chẳng sao, con nào cũng biết bơi mà. Giống như mình ấy. Nguyễn Ngọc Mai Chi. Cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn 3 nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng đoạn trong bài. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài nhé. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Nhật ký tập bơi. Ngày, tháng. Hôm nay mẹ đưa mình đi tập bơi. Mình rất phấn khích vì được mẹ chuẩn bị cho một chiếc mũ bơi cùng cặp kính bơi màu hồng rất đẹp. Cô giáo cũng khen đồ bơi của mình đáng yêu. Đầu tiên, cô dạy mình tập thở. Nhưng khi thở dưới nước, mình toàn bị sặc. Mình sợ đến mức không dám xuống nước nữa. Mẹ bảo do mình chưa quen. Mẹ vỗ về, động viên mình mãi. Thế là mình tiếp tục tập luyện. Cuối buổi, mình vẫn chưa thở dưới nước được. Mình thấy hơi buồn. Mình nghĩ lần sau mình sẽ tập tốt hơn. Ngày tháng, hôm nay mình đã có cảm giác thích đi bơi. Mình không còn bị sặc nữa. Mình đã quen thở dưới nước rồi. Cô dạy mình động tác bơi ếch. Động tác đó thật lạ. Khi đạp chân, mình giống hệt như một con ếch ộp. Ngày tháng, học bơi chẳng dễ một chút nào. Thế mà mình đã biết bơi rồi. Mình như chú cá nhỏ tung tăng trong nước. Kể cũng lạ. Hôm trước mình giống ếch, hôm nay mình lại giống cá. Chẳng sao, con nào cũng biết bơi mà. Giống như mình ấy. Nguyễn Ngọc Mai Chi. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo đọc lại toàn bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại toàn bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài đọc qua việc trả lời các câu hỏi. Câu hỏi số 1. Bạn nhỏ đến bể bơi với ai? Bạn ấy được chuẩn bị những gì? Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn 1 và tìm câu trả lời cho câu hỏi số 1 nhé. Chúng mình trả lời được chưa? Trong đoạn 1 cho ta biết bạn nhỏ đến bể bơi với mẹ của mình đấy. Và bạn ấy đã được mẹ chuẩn bị cho kính và mũ bơi. Khi đi bơi, bạn nhỏ đã có mẹ đi cùng để động viên, giúp đỡ mình vượt qua nỗi sợ hãi khi tập bơi đấy. Và khi đi bơi thì bạn được mẹ chuẩn bị cho đầy đủ kính bơi và mũ bơi. Tiếp tục câu hỏi số 2. Bạn nhỏ cảm thấy thế nào trong ngày đầu đến bể bơi? Để trả lời được câu hỏi 2, các em hãy đọc lại đoạn 1 để tìm câu trả lời nhé.
Chúng mình trả lời được chưa? À, các em ạ, trong ngày đầu đến bể bơi thì bạn nhỏ cảm thấy là rất phấn khích vì có đồ bơi đẹp. Sau đó bạn lại sợ nước vì sợ bị sặc đấy. Cuối cùng là bạn buồn khi hết giờ bơi mà bạn vẫn chưa thở được dưới nước. Như vậy, trong ngày đầu đến bể bơi, tâm trạng của bạn nhỏ thay đổi rất nhiều. Câu hỏi số 3. Kể lại việc học bơi của bạn ấy. Các em quan sát lần lượt 3 bức tranh 1, 2 và 3. Đọc lại bài đọc và kể lại việc học bơi của bạn nhỏ theo thứ tự nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình suy nghĩ và trả lời nào. Chúng mình kể lại được việc học bơi của bạn chưa? À, các em ạ, quan sát bức tranh thứ nhất, mình thấy đầu tiên bạn ấy tập thở dưới nước, nhưng bạn ấy toàn bị sặc. Và sau khi nghe mẹ động viên thì bạn ấy lại cố gắng tập luyện. Buổi sau, bạn ấy đã quen thở dưới nước và tập những động tác đạp chân của bơi ếch ở bức tranh thứ hai. Còn bức tranh thứ ba đó là cuối cùng bạn ấy đã biết bơi tung tăng như một con cá. Đây chính là những việc bạn học bơi từ khi bạn chưa biết bơi, bạn tập thở. Sau đó đến bức tranh cuối cùng là bạn ấy đã biết bơi tung tăng như một con cá rồi đấy. Câu hỏi 4. Bạn nhỏ nhận ra điều gì thú vị khi biết bơi? Cô mời các em bấm dừng hình, chúng mình đọc lại đoạn 3 để chúng mình trả lời câu hỏi nhé. Các em trả lời được chưa? À, các em ạ, khi biết bơi, bạn ấy thấy mình giống ếch và cá. Hoặc có thể nêu ý kiến khác, đó là bạn ấy nhận ra mặc dù học bơi rất khó, nhưng bạn ấy vẫn học được thành công đấy. Câu hỏi thứ 5. Theo em, việc học bơi dễ hay khó? Vì sao? Đây là một câu hỏi mở. Các em hãy suy nghĩ và trả lời theo ý hiểu của mình. Có bạn thì cho là học bơi rất dễ, có bạn thì lại cho học bơi rất khó. Dù học bơi dễ hay khó theo ý kiến của các em, thì chúng mình cũng phải giải thích được vì sao mình cho là học bơi dễ và vì sao cho là học bơi khó nhé. Vì chúng ta phải giải thích được vì sao mình lại cho là dễ và vì sao lại cho là khó nhé. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau trả lời được các câu hỏi về nội dung của bài đọc. Vậy bài đọc có nội dung gì? À, các em ạ, nội dung của bài đọc nói cho chúng ta hiểu rằng khi tập luyện để làm bất cứ điều gì, ta không được nản chí và cần cố gắng hết mình. Chắc chắn ta sẽ thành công, giống như bạn nhỏ trong bài nhật ký tập bơi. Lần đầu bạn cảm thấy chưa được tự tin, nhưng do bạn có quyết tâm tập luyện không nản chí và cuối cùng bạn đã thành công khi bạn đã tự mình bơi được ở dưới nước đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài nhé. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Nhật ký tập bơi. Ngày, tháng. Hôm nay, mẹ đưa mình đi tập bơi. Mình rất phấn khích vì được mẹ chuẩn bị cho một chiếc mũ bơi cùng cặp kính bơi màu hồng rất đẹp. Cô giáo cũng khen đồ bơi của mình đáng yêu. Đầu tiên, cô dạy mình tập thở. Nhưng khi thở dưới nước, mình toàn bị sặc. Mình sợ đến mức không dám xuống nước nữa. Mẹ bảo do mình chưa quen. Mẹ vỗ về, động viên mình mãi. Thế là mình tiếp tục tập luyện. Cuối buổi, mình vẫn chưa thở dưới nước được. Mình thấy hơi buồn. Mình nghĩ lần sau mình sẽ tập tốt hơn. Ngày tháng, hôm nay mình đã có cảm giác thích đi bơi. Mình không còn bị sặc nữa. Mình đã quen thở dưới nước rồi.
Cô dạy mình động tác bơi ếch. Động tác đó thật lạ. Khi đạp chân, mình giống hệt như một con ếch ộp. Ngày tháng học bơi chẳng dễ một chút nào. Thế mà mình đã biết bơi rồi. Mình như chú cá nhỏ tung tăng trong nước. Kể cũng lạ, hôm trước mình giống ếch, hôm nay mình lại giống cá. Chẳng sao, con nào cũng biết bơi mà. Giống như mình ấy. Nguyễn Ngọc Mai Chi. Vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc lại toàn bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại cả bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy là hôm nay cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc và trả lời các câu hỏi trong bài Nhật ký tập bơi. Qua bài đọc ngày hôm nay, cô mong rằng những bạn có cảm giác sợ hãi, nhút nhát thì mình hãy tự tin, không nản chí, cố gắng tập luyện và mình chăm chỉ thì tất nhiên mình sẽ được thành công đấy các em ạ. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.